Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thần đồng piano 5 tuổi Ivan Lê chinh phục khán giả tại Việt Nam. Cuộc sống người Việt giữ việc tại Đài Loan sẽ có trong tiểu mục câu chuyện cộng đồng ngày hôm nay. Sau đây là thông tin chi tiết. Sau khi hãng tin TASS đưa tin 5 người Việt Nam đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại tỉnh Pskov, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã liên hệ với các hội người Việt tại tỉnh Pskov để có những trợ giúp khẩn cấp tại chỗ cho những người bị nạn. Theo số liệu sơ bộ thì tất cả 5 người thiệt mạng và phần lớn nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông ở vùng Opochesky, tỉnh Pskov là công dân Việt Nam. Tuy nhiên, việc xác nhận quốc tịch của người thiệt mạng cũng như người bị thương hiện đang gặp khó khăn do giấy tờ tùy thân của những người này không còn nguyên vẹn sau vụ tai nạn. Hiện đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã lên đường đến địa bàn để thực hiện công tác trợ giúp cũng như sẽ tiến hành mọi thủ tục cần thiết để bảo hộ công dân Việt Nam. Thông tin tiếp theo. Vừa qua tại tỉnh Siêng Khoảng, Bắc Lào, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp tỉnh Siêng Khoảng đã được khánh thành. Đây là công trình do chính phủ và nhân dân Việt Nam viện trợ không hoàn lại cho chính phủ và nhân dân Lào. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Lê Quốc Doanh hy vọng trung tâm sẽ hành động hiệu quả, góp phần phát triển ngành nông lâm nghiệp của đất nước Lào. Chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho nhân dân các bộ tộc Lào nói chung và người dân tỉnh Siêng Khoảng nói riêng. Thứ trưởng Bộ Nông lâm Lào Khambun Natsay Nhạ Non tin tưởng trung tâm mới sẽ hỗ trợ giúp nền nông nghiệp của Siêng Khoảng có những bước tiến mới. Nằm trên diện tích 1,8 ha, dự án Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp tỉnh Siêng Khoảng có tổng vốn đầu tư trên 33 tỷ đồng nhằm giúp tỉnh Siêng Khoảng tăng cường năng lực đào tạo, tư vấn dịch vụ và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, thúc đẩy phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và cải thiện đời sống người dân tại địa phương. Cũng trong ngày 17 tháng 12 tại thủ đô Praha đã diễn ra hội thảo sinh viên Việt Nam tại Séc nghiên cứu khoa học lần thứ 3. Tham gia hội thảo gồm có các sinh viên, nghiên cứu sinh và giảng viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và giảng dạy tại Cộng hòa Séc, Cộng hòa Áo, cùng một số giáo sư, nghiên cứu sinh người Séc thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu của nước sở tại. Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc Trần Vinh Bắc, đại diện Hội người Việt Nam và một số đoàn thể của cộng đồng người Việt tại Séc đã có mặt với tư cách là khách mời. Tại hội thảo, sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa Séc nghiên cứu khoa học lần thứ 3, các báo cáo viên đã trình bày nội dung tóm lược những công trình nghiên cứu của mình thuộc nhiều lĩnh vực, từ khoa học cơ bản đến khoa học ứng dụng như hạt nhân, tế bào gốc, tách lithium từ rác thải. Các báo cáo khoa học được thể hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, giúp người nghe dễ tiếp cận và tạo hứng thú, đối thoại. Bên cạnh các tham luận chuyên ngành, hội thảo cũng là diễn đàn để các lớp sinh viên, nghiên cứu sinh đi trước, trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ sau, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học, bắt đầu từ việc lựa chọn đề tài, tương tác với các giảng viên hướng dẫn, tới sự tham dự các diễn đàn khoa học ở Séc và nước ngoài. Ngày 16 tháng 12 vừa qua, Tòa án West Justice Center, thành phố Westminster, bang California, Hoa Kỳ đã tuyên án chính thức nghệ sĩ Hồng Quang Minh với hai tội danh, xâm hại tình dục trẻ em và toàn có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi. Mức án được tuyên là 18 tháng. Theo luật pháp của Mỹ, Hồng Quang Minh chỉ bị giam một nửa thời gian như mức án đã tuyên. Và thời gian anh bị tạm giam tính đến ngày 19 tháng 12 là đã đủ 9 tháng. Hồng Quang Minh được chuyển đến cơ quan quản chế tiểu bang để làm thủ tục với sở di trú về việc trục xuất về nước. Bên cạnh đó, thẩm phán tòa án cũng yêu cầu Hồng Quang Minh phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường với số tiền là 300 đô la Mỹ cho tiểu bang, 70 đô la Mỹ cho quận hạt. Đồng thời, nam nghệ sĩ này phải cung cấp mẫu ADN cho tiểu bang và địa phương, phải ghi danh vào danh sách tội phạm tình dục suốt đời nếu sinh sống, đi học và làm việc tại California. Tất cả số tiền phạt sẽ phải đóng cho cơ quan quản chế. Khi nghe tin cậu bé thần đồng piano 5 tuổi Ivan Lê đến Việt Nam biểu diễn, nhiều người thực sự trông đợi để được trực tiếp thưởng thức tiếng đàn của cậu bé đặc biệt này. Vào tối ngày 17 tháng 12, đêm nhạc trông đợi đã diễn ra. Ivan Lê biểu diễn trong đêm nhạc gây quỹ học bổng Trịnh Công Sơn tại thành phố Hồ Chí Minh và cậu bé thần đồng 5 tuổi đã thực sự chinh phục được người nghe với bản nhạc diễm xưa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà cậu yêu mến, cùng với những tác phẩm âm nhạc cổ điển mà cậu bé trình diễn vô cùng điêu luyện.
Trong bộ áo dài Việt Nam dễ thương, Evan Lê đã mở màn đêm diễn với bản nhạc Diễm Xưa. Cậu bé 5 tuổi đã trình diễn bản nhạc Trịnh thuần thục, điêu luyện, khiến người xem rung động. Lần đầu tiên con về Việt Nam, con thích ăn món gì con? Con thích ăn trái dọ, bánh đậu, cơm chiên và phở. Evan Lê còn mang đến bầu không khí Giáng sinh an lành, ấm áp với bản Chopin Minuet Valse và liên khúc Giáng sinh. Việc tổ chức hợp lý những không gian nghệ thuật là điều mà các nhà quản lý đang nỗ lực tìm giải pháp. Rất nhiều gợi ý đã được các chuyên gia trong nước và quốc tế đưa ra cho Hà Nội trong cuộc hội thảo các giải pháp thông minh và sáng tạo cho không gian đi bộ Hà Nội. Thử nghiệm những giải pháp sáng tạo có sự tham gia của nghệ thuật cộng đồng là một trong những giải pháp được nhắc đến. Nhà quản lý, các nhà doanh nghiệp Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng khi mà người dân cùng với những nghệ sĩ tham gia sáng tạo nên những tác phẩm văn hóa, văn nghệ ngay trên đường phố, không gian đi bộ sẽ trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Hơn nữa, bằng cách này, nghệ thuật không còn là một điều gì đó xa vời mà có thể phục vụ ngược trở lại cho người dân. Nghệ thuật nó có một cái tác động rất mạnh về mặt thị giác, không gian mở. Ở các cái đô thị lớn trên thế giới thì cái hàm lượng nghệ thuật rất là cao. Các cái nghệ thuật cộng đồng này nó có thể xuất hiện dễ dàng là các bức tượng, có thể là các cái điêu khắc, có thể là những cái bích họa và cũng có thể là những cái nghệ thuật sắp đặt. Làng Tam Thanh Quảng Ngãi vốn là một làng chài nghèo bình lặng. Thế nhưng từ khi 100 ngôi nhà nơi đây được khoác lên mình tấm áo mới là những bức họa của các họa sĩ chuyên nghiệp, ngôi làng này đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Mỗi ngày có đến hàng nghìn người đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Đây là một ví dụ được các chuyên gia đưa ra thảo luận tại hội thảo. Cái giá trị của làng Tam Thanh là gì? Đó là chính là cái giá trị về tính nhân bản, tức là ở một cộng đồng nghèo. Nhưng chúng ta đã khám phá, giúp cho họ, cùng với họ khám phá ra những cái không gian công cộng rất là đẹp để có thể đem hội họa vào, để cho người nghèo có thể thưởng thức hội họa và tạo ra sinh kế cho người dân. Không gian mà của những phố Tràng Tiền, phố Sách, bên trong đấy có những cái ngõ, có những cái hộ dân họ làm kinh tế. Nếu chúng ta đem nghệ thuật vào, đem những không gian cà phê, cà phách vào thì chúng ta tạo ra một cái không gian mới rất là thú vị. Nhìn rộng hơn, việc tận dụng sự sáng tạo của người dân trong xây dựng không gian phố đi bộ còn là để kéo họ tham gia đóng góp vào những vấn đề lớn hơn của thành phố. Những ý tưởng sáng tạo khi được đưa ra thì người dân nếu mà họ được hưởng lợi từ quá trình đó, họ hưởng lợi về môi trường, họ hưởng lợi về kinh tế, về văn hóa thì chắc chắn người dân sẽ tham gia một cách rất nhiệt tình và họ chính cũng lại là cái tài sản mà chúng ta cần phải khai thác bởi vì đấy chính là nguồn lực. Chỉ sau 4 tháng thí điểm, khách du lịch đến Hà Nội tăng khoảng 1,5 triệu người, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỗi ngày trung bình có khoảng 3 đến 5.000 người, buổi tối khoảng 1,5 đến 2 vạn người. Những con số này phần nào đã nói lên hiệu quả của phố đi bộ và sự cần thiết tạo nên một không gian vui chơi ý nghĩa của Hà Nội. Sau đây là tiểu mục câu chuyện cộng đồng. Theo đánh giá của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong tất cả các thị trường xuất khẩu lao động của Việt Nam, giúp việc gia đình tại Đài Loan, Trung Quốc là việc làm rất tiềm năng đối với lao động xuất khẩu Việt Nam nhờ có sự tương đồng về nét văn hóa và ít gặp phải rủi ro. Quan trọng hơn, thu nhập của người lao động tại thị trường Đài Loan tương đối khá nên ngày càng có nhiều chị em người Việt sang đây giúp việc gia đình, ghi nhận tại thành phố Tân Trúc, Đài Loan, Trung Quốc. Chị Phạm Thị Tăng làm giúp việc gia đình tại Đài Loan đã hơn 11 năm nay. Công việc chính của chị là chăm sóc người già và nội trợ cho gia chủ. Dù ở Việt Nam đã được dạy việc trước, nhưng khi sang đây, chị vẫn không ngừng học hỏi, cả về kỹ năng chăm sóc người già,
và ngoại ngữ tiếng Trung. Trước khi tôi sang Đài Loan làm việc ở Việt Nam, thầy giáo được học, thầy giáo đã dạy cho tôi 100 người liệt toàn thân. Tôi mới sang thì tôi cũng gặp khó khăn là tiếng thì chưa thạo lắm và rất là nhớ nhà. Rồi dần dần rồi tôi quen đi, bây giờ tiếng cũng thạo rồi mà làm việc rồi cũng quen rồi, không bớt nỗi nhớ nhà. Còn chị Vũ Thị Ly mới đến Đài Loan làm việc được 8 tháng. Do mới sang nên chị Ly còn gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp với gia chủ do vốn tiếng Trung còn hạn chế. Nhưng chị Ly vẫn luôn nhận được sự giúp đỡ của những người đồng hương. Em có một số chị em, họ hàng, bạn bè cũng làm giúp việc ở đây và cũng đi công xưởng. Thì đôi khi là hỏi thăm, gọi điện hỏi thăm sức khỏe, công việc làm ăn ra sao. Nhiều lúc mình mới sang đây mình không biết tiếng, thì chủ nói cái gì mình viết ra giấy, xong rồi mình gọi điện hỏi người ta. Phần lớn chị em người Việt sang Đài Loan giúp việc gia đình đều chăm sóc người già, nấu nướng, nội trợ. Công việc này cũng có những đặc thù nhất định, nhưng vì kinh tế gia đình khó khăn, muốn cải thiện cuộc sống, lo lắng cho tương lai của con cái tại quê nhà, nên các chị em đều cố gắng nỗ lực để có được công việc ổn định lâu dài. Đêm hôm thì không được ngủ mấy. Bây giờ chạy ông cụ này cũng bị ngã, cũng bị đau, ngày cũng phải trông cả ông cả bà. Cái này làm đây thì cũng vất vả lắm, nhưng mà thôi bây giờ cũng mong chính phủ Đài Loan này thì cũng là tăng gia hạn, tăng thêm để làm thêm mấy năm nữa. Thì vừa bây giờ sang đây, ở đây thì cũng quen rồi, nhà chủ thì cũng muốn là làm thêm để mà cũng những người cũ thì cũng làm quen rồi. Dù đến Đài Loan làm việc, không phải ai cũng có được may mắn là công việc thuận lợi, được gia đình chủ quý mến. Nhưng nếu nỗ lực, chăm chỉ, trách nhiệm trong công việc, thì các chị em giúp việc người Việt sẽ có thêm nhiều cơ hội để làm việc nơi đất khách quê người. Chủ và gia đình với em rất tốt. Có cái gì em sai, em mới sang không biết, thì người ta nhẹ nhàng bảo em rồi để em sửa. Như mình muốn ăn món Việt Nam, thì chủ đưa tiền cho và đưa mình đi mua. Mua về nấu làm thì chủ rất thích ăn món Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Lao động Đài Loan Trung Quốc, tính đến cuối tháng 8 năm 2016, tổng số lao động nước ngoài tại Đài Loan là gần 606.000 người, trong đó có hơn 231.000 lao động giúp việc. Số lao động giúp việc Việt Nam đứng thứ 3 sau Indonesia và Philippines. Đây cũng là một trong những nguồn kiều hối mạnh được gửi về nước hàng năm. Câu chuyện về người Việt sang Đài Loan giúp việc gia đình cũng đã kết thúc bản tin Người Việt bốn phương tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập vào website vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.